Dân sao giải hạn, giải tam tai, đón điều lành, gặp điều may. Dân sao giải hạn, giải tam tai là một nghi lễ tôn giáo đã hình thành được hơn 2.000 năm. Các nghi lễ này được thực hiện vào mỗi dịp đầu năm. Tổ tiên của chúng ta, những người Á Đông, tin rằng khi chúng ta mất đi, tùy vào sự đóng góp của mỗi người mà chúng ta được trở thành một vị thần trên bầu trời để cai quản việc hòa phúc của thế gian. 60 năm với 60 vị thái tuế khác nhau luân phiên cai quản việc thế gian. Từ Giáp Tý cho đến Quý Hợi, mỗi vị có một ngũ hành và sứ mạng khác nhau, vì vậy mà sự ảnh hưởng đến những người trong thế gian cũng khác nhau. Mặt cười có vòng hào quang ngoài ra, còn có các vị thần ở chòm sao Bắc Đẩu vẫn chiếu diệu hàng năm, đem theo hòa phúc. Theo tục lệ từ nhiều đời trước của tổ tiên, chúng ta đầu năm đi chùa, dâng hương tạo phúc. Mong nương nhờ oai đức chư Phật, chư thần, để hóa giải tai ương và gặp được điều lành, điều may mắn, mong cầu một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thầy Khương Sơn xin chia sẻ kinh nghiệm thực hiện lễ nghi dân sao, giải hạn, hóa giải tam tai, hạn ách cho quý vị hữu duyên. Tôn giáo ở niềm tin. Niềm tin giúp chúng ta tồn tại trong các khó khăn, để tiến lên phía trước và đạt được thành tựu. Người không tin thì xin chớ nói lời phỉ báng, tạo ra nghiệp lực trong hiện tại và đời sau. Việc thực hiện nghi lễ dân sao giải hạn và tam tai hạn ách thực hiện theo hai nghi lễ của hai tôn giáo khác nhau và tương trợ lẫn nhau. Phần 1, theo nghi lễ của đạo gia là dân sao giải hạn ách, cúng cho Nam Tào, Bắc Đẩu và Cửu Tinh. Kế đến là phần thế thuộc hình nhân để gánh tai ương hạn ách, nương theo tích nhang hồi yểu số. Phần 2, theo nghi lễ Phật giáo, trì chú hồi hướng công đức, nhờ oai lực hóa giải nghiệp, theo tích ngài A Nan bị bù mê, Đức Phật thuyết thần chú. Kế đến là phần sám hối, lạy trời lạy Phật cho tiêu tội chứng trong quá khứ. Các lễ vật cần chuẩn bị: một, giấy tiền, đồ thế, hình nhân, hai bộ. 2, nhang thơm. 3, đền cầy, một hộp. 4, trái cây ngũ quả, một đĩa. 5, một bộ tam sên. 6, trà, rượu, nước. 7, năm chén chè, năm chén xôi. 8, trầu cau, một đĩa. 9, sớ văn, một bài. 10, trì chú 21 biến các loại sau: lăng nghiêm đoạn bù mê ái dục, chuẩn đề, tiều tai cát tường, dược sư, bát nhã, kim cang bát dương, đại bi, tứ tung ngũ hoành, bát quái. 11, một con gà, hay vịt hay một miếng thịt quay, luộc, đều được. Thầy Khương Sơn nguyện chúc tránh điều dữ, đón điều may ứng nghiệm với người có lòng chánh tinh.